Thế là anh chị em ta lại cùng nhau trải qua một tuần đầy giông bão, bão ngoài đời và cả bão thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Crypto Weekly số thứ 34 và chủ đề của tuần này: Crypto mùa giông bão. Như vậy là ngày 28 tháng 9, siêu bão Noru đổ bộ vào đất liền và cũng là ngày thị trường dính bão vì Fed. Bitcoin đâm luôn từ cái mốc trên 20.400 đô la trở về mốc 18.500. Cả thị trường chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó thì chủ tịch Fed thì tuyên bố rằng cần có nhiều quy định hơn cho thị trường crypto. Jerome Powell còn nói thêm về cái mối quan hệ hiện tại giữa DeFi và tài chính truyền thống và cuối cùng chốt một câu xanh rờn là chúng tôi cần phải rất cẩn thận về cách các hoạt động của crypto được thực hiện trong phạm vi quy định. Người ta bảo là sau những cú đâm như trời giáng vừa rồi thì cửa lên thẳng của Bitcoin từ nay tới cuối năm hầu như cũng không còn. Những tin xấu từ yếu tố vĩ mô của nền kinh tế Mỹ là những cú đạp mạnh vào crypto, từ việc Fed tiếp tục kiên định cái việc tăng lãi suất cho tới chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến và chỉ số sức mạnh của đồng USD DXY tăng cao. Thường thì khi các chỉ số này tăng lên cũng tức là crypto sẽ giảm. Những tưởng đã chuyển sang mùa thu rồi, nhưng lại thành mùa chi, đó là mùa chia, mùa tài khoản nát bét. Và cũng từ nơi đây ra đi biết bao nhiêu chàng trai bởi vì long, vì short, vì future. Mà anh em làm ăn như thế nào? Chứ trước khi đi học thì trắc nghiệm có tới tận 4 phương án, gạch liêu thì cỡ gì cũng ăn điểm. Bây giờ chỉ có 2 phương án thôi, hoặc là long, hoặc là short, mà chọn thế nào toàn là cháy. Anh CZ và anh Samsung dù không được gọi là thầy nhưng cũng đã dạy cho anh em chúng ta những bài học quý giá hơn bất cứ khóa học nào. Mà thôi, Samsung thì để đoạn sau mình nói. Và bây giờ mình sẽ nói thêm một chút xíu nữa về những yếu tố tích cực có thể tác động tốt tới thị trường, cho không khí nó vui vẻ. Thấy nhiều anh em trader đang an ủi nhau rằng trong hơn một thập kỷ vừa qua thì tháng 10 bao giờ cũng là tháng tốt nhất cho Bitcoin, với tỷ lệ là 78% nghiêng về tăng giá và mức tăng trưởng trung bình là 28%. Trong khi đó thì Carlos Hodgson, đồng sáng lập của Cardano, cũng đã khẳng định rằng nếu như chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật đổi mới tài chính thì thị trường crypto sẽ bắt đầu một đợt tăng giá lớn. Vì việc thông qua đạo luật này sẽ là thúc đẩy các nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường crypto với số vốn cũng như giảm rủi ro pháp lý liên quan tới đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Cựu chủ tịch của FTX US Brett Horison thì cho rằng sự phục hồi trên thị trường tài sản số cũng như là sự rõ ràng về quy định từ các cơ quan chức năng chính là hai yếu tố quan trọng có thể sẽ thúc đẩy khối lượng giao dịch crypto khởi sắc trở lại. Ông cũng nhấn mạnh rằng dự luật gần đây do các quan chức Mỹ đề xuất nhằm trao quyền cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC giám sát crypto có thể sẽ là động lực khiến cho tiền số tăng giá. Những sàn như là FTX US hoàn toàn có thể đăng ký trở thành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hợp pháp. Và mỗi tổ chức, quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ đều có thể tiếp xúc với crypto trên một sàn giao dịch được nhà nước liên bang cấp phép rõ ràng. Ngoài ra, những quy định ở Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng các quy định tương tự của nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Trong khi đó, chẳng biết là có phải thả thính cộng đồng hay không, nhưng mà Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC Rostin Ben-Nam cho biết là Bitcoin có thể tăng giá gấp đôi nếu như đồng tiền này được giao dịch trong một thị trường do CFTC quản lý. Ngành công nghiệp crypto sẽ có một cơ hội lớn cho các dòng vốn tổ chức sẽ chỉ xảy ra nếu như một cấu trúc quy định. Chẳng biết đây có phải là thính thơm hay là trò mỹ dân của ông chủ tịch nữa, bởi vì cơ quan này của ông đang trong cái cuộc đua với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC SEC để giành quyền quản lý crypto. Mà giá giảm, anh em có tiền để mà đi shopping nữa hay không? Tuần trước mới chỉ thấy MicroStrategy mua thêm 6 triệu đô la. Còn lâu lắm rồi không thấy ông anh ruột của tôi là Nayib Bukele, đương kim tổng thống El Salvador lên sóng. Giặc sâu cú sắp mặt của các lần bắt giao rời, anh đã rén ít ra thì cũng phải bảo toàn sinh mạng chính trị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của mình.
thấy cái một cuộc thăm dò cho biết là tỷ lệ dân chúng El Salvador bỏ phiếu ủng hộ anh làm tổng thống trưởng nhiệm kỳ tiếp theo vẫn cao ngất ngưỡng, lên tới 94,3%. Số còn lại không chọn, chắc là do bấm nhầm. Hy vọng nhiệm kỳ tiếp theo, anh lại tiếp tục trúng cử để mà tiếp tục phất cao cái ngọn cờ Bitcoin bay phấp phới trong gió, làm hình mẫu cho nhiều quốc gia khác học tập theo. Những hoạt động tích cực từ các quốc gia của anh cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Mà tháng sau, cũng là từ ngày 15 cho tới ngày 17 tháng 11, đất nước Anh cũng sẽ đăng cai tổ chức hội nghị Bitcoin, tạo diễn đàn thảo luận sâu hơn về việc Bitcoin được sử dụng như là một công cụ tài chính hợp pháp để một quốc gia sẽ vận hành như thế nào. Nghe bảo rằng là hội nghị này sẽ quy tụ tới hơn 100 diễn giả từ 30 quốc gia khác nhau, gồm các đại diện chủ ngân hàng và các nhà phát triển công nghệ trên khắp thế giới. Bây giờ chỉ còn có hy vọng vào mỗi anh Nayib Bukele và anh Michael Saylor thôi. Bởi vì mấy anh như là Suzu của 3AC hay là Đỗ Quân của Luna, hồi đầu năm còn gáy rất là to, rất là vang. Nhưng giờ thì sao? Thì các anh đã phải đi trốn hết rồi. Anh em gọi toàn là thấy máy báo thời báo. Sau khi bị nhà chức trách Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, thì hiện nay Đỗ Quân cũng đã bốc hơi khỏi Singapore, buộc phía Hàn Quốc là phải cầu viện tới Interpol. Về phía Hàn Quốc cũng vừa mới đóng băng khối tài sản được cho là có liên quan tới Đỗ Quân, tổng cộng lên tới 3.313 Bitcoin, gần 63 triệu đô la. Ủa? Bữa trước thì anh nói là anh đã dùng hết sạch số Bitcoin rồi để bảo vệ UST khỏi mất PEG, mà sao giờ vẫn còn nhiều BTC đến như vậy? Có ai biết anh đã còn giao găm bao nhiêu BTC nữa hay không? Trước cáo buộc này thì Đỗ Quân vẫn lên Twitter bật lại và đại ý rằng đó là thông tin sai lệch. Mặc dù em đang ở đây phải nấp trong phòng khách viết code, nhưng vẫn phải ngồi lên để nói với thiên hạ rằng đừng có cái gì cũng đổ lên đầu của tôi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Em không có đi trốn, nhưng cũng đố các anh bắt được em. Bởi vì Terraform Labs của chúng em vẫn đang tự bảo vệ mình ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Trong khi đó, thì đại diện của Terraform Labs cũng mạnh miệng rằng mấy anh công tố viên Hàn Quốc đang lạm quyền trong việc ra lệnh bắt giữ ảnh. Và Luna không phải là một chứng khoán, nên nó không phải bị điều chỉnh theo luật của thị trường vốn hóa của Hàn Quốc. À, các anh, các chú chính phủ, đừng có chính trị hóa vấn đề lên, bởi vì hành động đó là không công bằng và không đảm bảo duy trì được các quyền cơ bản của công dân theo luật pháp của Hàn Quốc. Một vài thuyết âm mưu thì cho rằng Đỗ Quân là một con bài của mafia Do Thái dựng lên để thao túng thị trường. Thì mafia Do Thái đã ép Đỗ Quân phải tạo ra mô hình Ponzi, sau đó đánh sập mô hình này để làm sụp đổ toàn bộ thị trường, để gom các dự án, các đồng coin và các tài sản các công ty phá sản với giá rẻ mạt. Hiện thì Đỗ Quân đã được mafia Do Thái bảo kê nên rất khó để bị bắt, và kể cả bị bắt thì phía Hàn Quốc cũng chưa chắc dám làm gì với Đỗ Quân. Tương tự như vậy, Sam Bankman-Fried, biệt danh là Sam Xoang, cũng được giới tài phiệt Do Thái chỉ định gom lại các công ty tiềm năng vỡ trận từ Luna sập. Trong đó có cả những công ty trị giá hàng tỷ đô la được Sam Xoang gom lại với giá rẻ. Kế hoạch là 3 năm sau, Sam Xoang sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất và quyền lực nhất chi phối toàn bộ thị trường crypto. Tuần vừa qua thì cũng thấy Sam Xoang đã thắng CZ 1-0 khi thắng thầu trong vụ mua lại tài sản của Voyager, công ty bị phá sản, với trị giá là 1,42 tỷ đô la. Mặc dù trước đó theo Bloomberg thì Binance chấp nhận bỏ ra số tiền lớn hơn nhưng vẫn không có cửa. Nghe bảo rằng Sam Xoang cũng đang chuẩn bị mua lại tài sản của một công ty phá sản khác là Celsius, rồi Sam Xoang sẽ mua lại cả thế giới cho mà xem. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cùng trong những gì mà Sam Xoang sẽ làm tiếp theo. Tóm lại, cá mập vẫn còn đang trong quá trình gom hàng. Thôn tính nhau như thế này thì đừng bao giờ hô hào uptrend, bởi vì với tình hình này thì từ nay tới cuối năm có thể thị trường còn bị up bull thêm vài lần nữa. Nên anh em cứ hãy cẩn thận củi lửa trong mùa đông bất lạnh. Ok, làm bài thơ. Em ơi, có phải trời chuyển thu, những chiếc lá tâm tình khe khẽ, chuyển rạo rực một thời tươi trẻ, tắm nắng vàng thanh ngắt thanh xuân. Mây và gió hạnh ngộ tương phùng, trôi lững thững mặt hồ yên ả, chiều hoàng hôn đất trời nghiêng ngả, lữ khách buồn nỗi niềm không tên. Chuyện công danh sự nghiệp bập bềnh, chuyện tình cảm gặp ghềnh trắc trở, chuyện thế gian thăng trầm than thở, có người ngồi
gặm nhấm sầu ai. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi. Mình là Tâm đến từ GFS Blockchain Insight. Chương trình Crypto Weekly tuần này đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.